Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay em Điểm sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu đồ bộ nha mấy chị. Mẫu này là mẫu cổ tròn tay nhí bình thường nha. Hàng bên em mai cái tay bình thường vậy là em kêu bằng tay nhí nha mấy chị. Cổ là cổ tròn đơn giản nha, bên thì có hai bên trước và hai bên sau. Nó giúp cái áo của mình nó thon thả hơn, nó không có bị thắt nha mấy chị. Hàng bên em á là chất giải là thun cát misa, co giãn là thoải mái nha nè. Giải là thun cát misa nha mấy chị ơi, chất giải là thun cát misa giùm em nha. Đồ hôm nay em giới thiệu đến mọi người là một cái form đồ lửng ống rộng nha mấy chị. Một cái form đồ lửng ống rộng giùm em nha. Tay là tay bình thường nha. Hàng này là có size từ size 45 đến 75kg mặt dừa giùm em, tùy theo chiều cao nữa nha mấy chị. Chất giải là co giãn thoải mái luôn ha. Hàng bên em mà là được cắt may tại xưởng cho nên giá thì mấy chị không cần phải lo nha, giá siêu ưu đãi và siêu hấp dẫn luôn mấy chị. Còn may á là được may bằng máy 2 kim 4 chỉ vừa dắt vừa may, cho nên mấy chị an tâm cái vấn đề mà nó bị sức chỉ, dục chỉ hay là bị đứt chỉ nha, rất là hạn chế luôn, thậm chí là không có luôn nha mấy chị. Và bên em có những cái màu này thì em sẽ quay sơ lược cho mấy chị em mình xem nha. Cái này là bông bi nè, bên em có hai hoa văn nha, một là bông bi còn thêm một hoa văn nữa là ô vuông nè mấy chị. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang hết trơn nha. Giải bên em á là được á, là mình chọn mẫu để mình đặt xưởng nó in, chứ em không có mua giải mà hàng chợ, không có mua những cái lô mà qua mẫu ngoài chợ, cho nên nó là màu nào cũng đẹp nha mấy chị. Có xây từ 45 đến 75kg mặc vừa giùm em nha, có xây số 6 luôn nha mấy chị. Rồi cái bộ màu em đang mặc đó là bộ màu, màu này là bộ màu hồng sen giùm em nha. Bộ màu hồng sen bông bi xanh giùm em nha mấy chị. Hồng sen bi xanh giùm em nha. Cổ là cổ tròn, mẫu là cùng một mẫu nha mấy chị. Tiếp theo thì em sẽ lên cái bộ bộ này cho mấy chị xem nha. Rồi cái bộ này là bộ màu đỏ, màu đỏ hoa văn vuông đen nha mấy chị, trắng đen nè, thêm màu đỏ nữa, màu này rất là đẹp luôn ha. Mặc lên rất là tôn da tôn dáng luôn nha mấy chị, màu rất là đẹp. Chị em mình có thể là chọn màu sáng hoặc là màu tối cho nó dễ nha mấy chị. Còn nếu như chị em nào mình thích chọn từng bộ thì cứ inbox bên em thì em sẽ gửi mẫu cho mấy chị em mình chọn nha. Cái này là nền đen nè, nền đen hoa văn là vuông đỏ nha. Cổ là cổ tròn hết nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái bộ này sẽ là bộ màu cam nha. Bộ màu cam hoa văn xanh giùm em nha mấy chị nha. Bộ màu cam hoa văn tròn xanh giùm em nha. Mẫu thì có một mẫu một thôi nha. Đồ này là một bộ 50k nha mấy chị, tiền ship là 30.000 một đơn như bình thường nha. 4 bộ là 200k, tiền ship 30 nữa là 230k, có từ size 45 đến 75kg mặt dừa giùm em nha. Khách sỉ khách lẻ thì cứ inbox qua bên Zalo nha. Tiếp theo thì bộ này là nền đen hoa văn vuông tím nha mấy chị, có size từ size số 1. Ủa không phải, có xây từ 45kg tới 75kg mặt dừa dùm em nha. Chị em nào mà mình muốn bán hàng kiếm thêm thu nhập á thì mấy chị cứ inbox bên em nha. Bên em có hỗ trợ cho mấy chị bán hàng online nha mấy chị. Tiếp theo thì bộ này là màu vàng hoa văn đỏ dùm em nha. Quần là quần ống rộng lửng hết nha mấy chị. Tiếp theo bộ này là bộ hoa văn màu nâu hoa văn tròn đỏ nha mấy chị. Cái nền là nền màu nâu giùm em nha, nền cái hoa văn rất là đẹp luôn, dân dân nè. Cái nền màu nâu nha, hoa văn màu đỏ giùm em nha, hoa văn tròn đỏ nha mấy chị, màu nào cũng đẹp. Tiếp theo thì cái bộ này sẽ là mà nền màu đen nha, nền màu đen hoa văn vuông màu cam nha mấy chị nè. Hoa văn vuông màu cam, cái nền thì màu đen. Cái này mình có hai tông, tông màu sáng và tông màu tối nha. Chị em mình thích sáng thì lấy sáng, thích tối thì lấy tối, nó cũng dễ. 45kg tới 75kg mặt dừa nha. 75kg có hàng luôn nha mấy chị ơi. 50k một bộ nha, tiền ship là 30k một đơn như bình thường.
Tiếp theo thì cái bọn này là nền màu nâu ha, nền màu nâu hoa văn màu tròn màu xanh nha mấy chị. Hồi nãy mình hoa văn tròn màu đỏ, con này là hoa văn tròn màu xanh giùm em nha. Nó cùng một mẫu nha, quần là quần ống rộng hết nha mấy chị. Cổ là cổ tròn tay nhí hết nha. Cái form này mình rất là dễ mặc luôn, ở nhà rất là thoải mái. Giải này cực kỳ là mát luôn á mấy chị, co giãn là vô tư luôn nè. Nó co giãn thoải mái, cái mình giải mềm, mềm mịn mát mà nó nhẹ nhàng nữa. Rồi cái hoa văn này là hoa văn nền xanh giùm em nha, nền xanh hoa văn tròn đỏ giùm em nha mấy chị. Cổ là cổ tròn, quần là quần ống rộng giùm em, quần ống rộng lửng nha mấy chị. Rồi tiếp theo thêm một bộ nữa là cái này nền đen luôn nha mấy chị, nền đen hoa văn vuông màu vàng giùm em nha. Màu nó rất là nhu và rất là đẹp luôn. Chị em mình đặt hàng thì mấy chị nhớ để ý điện thoại nhận hàng giùm em nha. Nhiều khi bên shop là bên shipper người ta gọi hàng nhưng mà mình không có hay, không có trực điện thoại mấy chị cho nên nó là không hay. Mấy chị đợi nhận hàng nhưng mà shipper gọi thì mình không hay nha, thành ra đơn hàng của mình chậm trễ. Chị mình nhớ để ý đặt, nhớ để ý điện thoại để nhận hàng sớm, không có bị chậm trễ đơn hàng của mình nha mấy chị. Cái này là hoa văn nền đen, hoa văn vuông màu vàng giùm em nha. Rồi tiếp theo thì bộ này sẽ là nền đen, hoa văn vuông màu xanh ngọc nha mấy chị. Hoa văn nào cũng đẹp, hoa văn nào cũng sang ha. Thì bên shop của em có những cái hoa văn này sáng có, tối có, nhu cũng có luôn nha mấy chị. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị hãy bấm đăng ký kênh và bật vào cái quả chuông thông báo để mình xem được video sớm nhất nha. Còn chị em nào mà nếu như mình sợ mất á, mà mình không biết đường coi lại để mà lần sau mình mua hàng á, thì mấy chị hãy bấm chia sẻ cho bạn bè hoặc cho người thân, hoặc là mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình Facebook, Zalo. Khi nào mà mình muốn mua hàng hoặc là mình muốn xem lại thì mình vào đó mình xem nó sẽ dễ hơn, thuận tiện hơn nha. Có nhiều chị em mình đó là muốn xem lại, muốn tìm lại nhưng mà tìm không có gặp. Khi mà chị em mình thấy video thì mấy chị hãy bấm vào đăng ký và bật ngay cái quả chuông thông báo nha, để mình nhận được video sớm nha mấy chị, để mua hàng để không có bị lỡ hết hàng nha. Đồ bên em thì giá là siêu mềm luôn mấy chị, chất lượng thì siêu ok luôn nha. Hàng thì tiền ship gửi một đơn chỉ có 30.000, chị em nào mình mua từ 10 bộ thì bên em sẽ miễn ship cho mình nha. Đồ bộ bên em giá chỉ có 50k thôi, chị em mình mua từ 10 bộ thì bên em sẽ miễn ship. Số lượng từ 20 bộ sẽ được tính giá sỉ, mà khách sỉ thì sẽ được miễn ship tất cả các đơn hàng nha mấy chị. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.